Những cặp bình không biết là nó được đến bao nhiêu năm tuổi, chắc nó phải gấp lần bao nhiêu lần tuổi của em, rất 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 nhiều luôn. Hôm nay em Tuấn giới thiệu các bác cặp bình lục giác. Em quay như thế này, các bác nhìn ở trong điện thoại rất là nhỏ, như mọi lần em nói rồi đấy, nó bé lắm em, và em cảm giác nhìn qua điện thoại nó chỉ bằng nửa ở ngoài này. Nên là do vậy em sẽ báo bằng kích thước. Đây là đôi bình cổ xưa, bình cổ ngày xưa ấy. Bình rất là xưa rồi, em cũng chẳng nhớ nó biết nó sinh ra từ cái thập niên nào hay là từ cái đời nhà nào nữa. Thì cái việc đấy thì các bác chút để em quay kỹ, các bác tìm hiểu em để em nói cho rõ, bởi vì là tại sao khi các nhìn qua điện thoại nó bé lắm, nó bé bằng nửa ở ngoài này. Cái kích thước từ điểm này này sang điểm này nó phải là 25 phân, nó từ 23 lên chắc chắn phải 23 25 phân, nó rất là lớn. Tay của em gang 21, các bác nhìn này, nó phải tầm 25 phân đấy, từ điểm này sang điểm này. Cái miệng này của nó đã 20 rồi bác ạ, gần 20 rồi, bác nhìn chưa? Và cái miệng nó bé hơn, rất nhiều. Nên là cái thân này nó khoảng tầm 25. Và chiều cao này, gang 21 này, gang 21 như này này. Đấy. Thì chiều cao nó phải tầm khoảng độ 51 đến 53 cm, nó không bé một chút nào. Nên do vậy em phải nói bằng kích thước các bác có hiểu. Chứ không em Tuấn quay máy các bác cứ nhìn thấy nó bé. Còn đôi bình này thì được đắp nhá, được đắp nổi. Vẽ họa tiết tất cả đều đắp nổi hết. Đắp này. Những chi tiết này được đắp nổi. Đây là bình phúc lộc thọ, phúc lộc thọ, đúng rồi, sáu phía như nhau. Đôi bình này là phúc lộc thọ, phúc lộc thọ nhưng mà lục giác, lục giác. Những cái điểm này các bác vệ sinh nhé, bởi vì đây này, này em lau này, đấy nó ra men sáng chưa, đấy nó sạch đấy, em lau đi nó sẽ sạch luôn, nó nhìn thấy chưa. Đấy bây giờ ví dụ em Tuấn đây đang nhìn đây bẩn đấy nhá, em lau này nó sẽ sáng hết này, đấy đấy này, nó keo gì nó dính này đấy. Bác lau đi thì nó sẽ nước men nó sẽ sáng ra. Đôi bình này thì quá nhiều năm, cực kỳ nặng, và đặc biệt là các bác nhìn cái miệng bình này, nó phải gần 2 phân, nó gần 2 phân luôn ạ. Đây cái độ dày này nó gần 2 phân luôn ạ. Đây cái độ dạn, nó nhìn chưa, dạn xưa chưa, gốm xưa đấy, nó dạn, bình nó phải dày gần 2 phân. Cái bình bây giờ chắc là một cái bình này chắc họ làm được khoảng 4 cái bình bây giờ. Bình bây giờ nó quá mỏng mong manh, mặc dù tất cả đều là được làm full công nghệ, rất là nhìn nó rất sắc sảo, nhưng nó không không có cái độ khôn sảo như này. Này có thấy không? Đây là những chiếc bình đi theo năm tháng đấy, hai bên là hai cái tai, hai tai rồng, đây biểu tượng cho hai tai rồng chưa. Bình này là bình phúc lục thọ lục giác, phúc lục thọ lục giác. Những chiếc bình này báo cáo các bác là cực kỳ quý và hiếm, không phải lúc nào cũng kiếm được đâu. Bác mua hàng mới thì ôi thích phát thì bác gõ ra kia bác tìm ngay được. Những đôi bình như này nó cái tuổi thọ nó rất là lớn, rất nhiều năm, cực cực nhiều năm, cực kỳ nhiều năm. Đấy. Mức giá của đôi bình này có mức giá là 9.800.000, 9.800.000. Bác nào có nhu cầu thì liên hệ với em Tuấn. Đấy, 9.800.000 các bác nhé. Phúc lục thọ lục giác, chiều cao trên 50 cơ, bình rất là to, nhưng quay lại trong điện thoại thì cảm thấy nó rất là nhỏ. Cái tí quay điện thoại đúng là nhiều lúc ngoại rồi, quay điện thoại nhiều lúc cứ thấy nó nhỏ nhỏ đi kiểu gì. Mày các bác vệ sinh nhé. Đấy, mức giá em đã báo rồi. Này. Nhìn ở ngoài 10 trong chỉ còn 5 6 rất là bé. Đấy, cao trên 50 cơ. Đôi bình mà cao trên 50 thì không phải đùa. Rồi, em chào các bác.